biệt Việt Hương hôm nay rất là vui sau hành trình 30 năm kỷ niệm ngành nghề sân khấu của mình đã làm đạo diễn một vở, và bên cạnh đó là một người học trò của thầy Minh luôn, luôn học trò đời đầu và người học trò đời thứ 20 năm sau, phó đạo diễn Thành Thảo. Hôm nay viết xuất phát này là có các người thân, gia đình, bạn bè của tất cả các nghệ sĩ, nhưng mà tất cả các xuất phát Việt Hương đều đặc biệt cảm ơn vì vở hàng rất là đông, tổng cộng người phục vụ và vở diễn luôn là 92 người, cho nên là mọi người phải tự ngồi đợi nhau chờ đợi, và tất cả các anh chị nghệ sĩ lớn đều cảm ơn thời gian để dựng tốt nhất có thể. Xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ Cát Phương, nghệ sĩ Phương Minh Đạt, nghệ sĩ Bằng Văn Khoa, Sen Phu, Lâm Trà, Gia Bảo, Quỳnh Lu, Bảo Bảo, Nữ Hoàng Phiêu Xu, Quỳnh Lâm, Nam Giai Chính, Trung Tấn, và tất cả từ ngay qua đó, từ đó qua tới đây luôn, dạ đều là học trò của thầy Trương Minh. Thầy là một trong những người thầy mà rất là mát tay, và chúng tôi vẫn luôn có cái lò đào tạo liên tục, và thầy mới mở thêm K16 phong thầy. Dạ, cả một hành trình, và bây giờ hai thầy trò đồng hành với nhau là tất cả các hạt lúa dân làng đồ gì cũng đều là học trò hết. Và cảm ơn các bạn kỹ thuật.